Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Tiếp đến một cuốn video thứ ba, chúng ta giao lưu với anh Nguyễn Mạnh Cường, xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Cuốn này chúng ta tập trung chia sẻ một số những cây khế bonsai mà cây nào cũng có quả đẹp như thế này đây. Đấy. Vâng, chào chú ạ. Vâng, để đến cuốn video thứ ba này, tác phẩm đầu tiên trong giới thiệu chú đây là lô khế. Như chú nói là khế Khang Hy đấy. Cái đầu tiên thì trong giới thiệu chú là một tác phẩm khế thì đây là một cây khế không phải Khang Hy. Cây khế này là khế Nhật ấy. Khế Nhật. Hai cây kia với Khang Hy ạ. Vâng. Cây khế Nhật. Đấy. Quả rất là sai, cây này đợt này cháu để tầm khoảng 30 quả. Cháu phải vặt một bớt. Chỉ để 30 quả thôi ạ. Nó được cái thân hình rất là chiều cao, cái này được 62. Khế Nhật thì quả nó đỏ đúng rồi. Vâng, dài tàn được 78. Nó mới ra cái là trái nó cứ màu đỏ như này đây. Đấy. Đây. Đấy, khế Nhật đấy. Còn khế cái Khang Hy thì nó lại màu trắng luôn. Cái này giao lưu giá nào anh? Cái này cháu giao lưu với giá 4 triệu. Vâng. 4 triệu. Cái lô khế này hôm nay cháu giới thiệu là dù ai ở xa ở gần, lô khế, riêng lô khế này cháu bao ship. Bao ship hết. Vâng. Vâng. Bên này là hai cây khế tầm nhỏ hơn. Vâng. Hai cây này, hai cây khế Khang Hy đây. Cháu vâng. Khế Khang Hy đây. Khang Hy thì quả nó sẽ ấy hơn. Màu xanh luôn. Còn khế Nhật thì quả sẽ màu hồng. Đây là cây khế phụ tử đây. Rất là sai quả. Bây giờ bắt đầu từ đường Tết là cứ ra hoa này suốt, hết lứa này lứa kia. Cây này chiều cao khoảng bao nhiêu? Cây này chiều một, cao cây này một người bê nhẹ nhàng. Vâng, một người bê. Nó rơi vào tầm 50 chứ. Và báo giá bao nhiêu? Cây này 4 triệu. 4 triệu. Thế còn cây ở giữa này bao nhiêu? Cây này thế 4 triệu. Cũng đều 4 triệu một cây à? Vâng. Vâng. Bởi vì ngày xưa thì cháu làm chưa xong thì cháu báo giá 3 triệu rưỡi. 3 triệu 7. Nhưng bây giờ cháu làm tốn rất nhiều thời gian. Cây này mỗi cây là cháu bán 4 triệu. 4 triệu nếu mà xếp vào trong Nam thì cây này mất tầm 300-400. Vâng. 400 nghìn. Chậu Đồng Nai hết rồi, chậu đẹp. Đồng Nai đẹp rồi. Rồi. Bên này còn cái khế nào? Bên này còn. Được rồi, có bao nhiêu cây khế đưa hết lên màn hình đi. Và cây khế tầm nhỏ đây. Đây. Cái này khế ta thì phải. Đúng không? Cây khế này là khế ta. Có phải Khang Hy đâu. Vâng. À, ghép ta ghép chứ. Cây này nếu mà cứ để nguyên như thế này thì gãy cành. Chắc chắn sẽ gãy cành. Nó nhiều quả quá. Quả hút ra thì bây giờ 2 4 6 8 10 cháu đến quả. Hút ra được ngoài này. Đây, trong này còn chi chít quả đây này. Đấy. Quả con đây rồi này. Rất là nhiều chú ạ. Cây này bao tiền anh? Cây này 1 triệu. 1 triệu à? Vâng. Hợp lý quá. Vâng, cây 1 triệu. Rồi. Và đây tôi thấy anh có hai cái khế vâng. Nữa. Đây cháu giới thiệu chú đây là hai tác phẩm khế. Hai tác phẩm khế này thì báo cáo chú là cháu chưa thay được chậu. Và đợt tới này cháu sẽ thay chậu thì rất đẹp đây. Và cháu uốn lại rất đẹp đây. Đấy, đây dòng khế gân chú ạ. Vâng. Đấy. Đây là hai cây khế gân. Hai tác phẩm khế gân. Mỗi cây này bao tiền anh? Mỗi cây này hiện tại bây giờ cháu bán 3 triệu rưỡi một cây. 3 triệu rưỡi một cây này. Rồi. Ôi ở bên đây nào. Đây mới là cây khế ta xịn chú ạ. Vâng. Đấy. Chuẩn bị ra hoa rồi đây. Cây này năm ngoái cho ra hoa cháu không ra. Cháu đang làm tay tán xuống này. Đây là cây khế ta xịn này. Đấy. Vâng. Nó đặt trong đây nặng quá. Đây là cây khế ta xịn. Cây này bao tiền anh? Cây này triệu rưỡi chú. Triệu rưỡi. Vâng. Và còn trên nóc bể anh có một cây khế nữa. Vâng. Ui để tốt vót trên nóc bể lọc. Và cây này rất nhiều quả đấy nhé. Nhiều quả lắm, cây đấy sai cũng sai chút. Rồi, quả giúp quê. Giá bao tiền cây này? Cây đấy 1 triệu. 1 triệu nữa. Vâng. Cây đấy cũng đẹp.
cao quá. À đây cái bệ đây, tôi cố gắng đưa giơ tay cao lên để quay cái bệ cho các bác xem. Cái đấy 1 triệu thôi. Giá 1 triệu. Cũng là những cây khế có một người bê nhẹ nhàng. Vâng, đây là cây mai chiếu thủy. Vâng, anh giới thiệu với chú đây là một tác phẩm mai chiếu thủy, rừng mai chiếu thủy. Gốc bệ rất đẹp. Đấy, ngày xưa cháu mới mua về cháu quay thì chú quay rồi đấy, nó không mọc một tí nào luôn. Khách hàng gọi điện là cháu bảo cây này cứ chết à anh. Bảo không, anh cứ để cho em thời gian nữa em sẽ trả lời anh chết hay sống ạ. Mai chiếu thủy nó khỏe lắm. Khỏe lắm chú ạ. Đấy, tất cả này sau là báo cáo với chú là cháu cắt gọn lên đây, khi tay to. Ừ. Đấy, cháu làm thịt lại hết như một cái tác phẩm mai chiếu thủy, rừng mai chiếu thủy trước cháu cũng giao lưu cho khách đấy. Đấy, cây này mà khách của cháu được trước mà lấy cái bệ mà lấy nốt cái bệ này thì người Ninh Bình rất là đẹp. Cây này vành gốc của nó rất là to đấy, cháu đo đây, cháu đo sát này nó là quần thụ 1m2. Một mét hai hàng chục cây tụ lại, nhưng mà nó là một gốc thôi chú ạ. Đây là một gốc chú ạ. Đấy, đây là một gốc nó mới quý được đấy. Còn chiều cao cái này nó rất là khiêm tốn, chiều cao có 32 rồi. Cháu chưa kể tính này. Cái này giao lưu thế nào anh? Cái này nếu hiện tại bây giờ ai giao lưu cháu lấy giá đúng 10 triệu. Còn lúc cháu mà làm hoàn thiện rồi thì cây này nó sẽ đã khác. Chắc là tiền rất là nhiều. Chắc này. Đấy. 10 triệu à? Vâng. Vâng. Và trở lại với những cây khế, chúng ta tiếp tục với mấy cây khế này nữa. Cây này. Vâng. Cháu giới thiệu chú đây là một cây khế gân. Đấy. Thứ nhất là cái vành bệ của nó thì thôi cháu không đo vành bệ, cháu vào đo cái vành thân. Cái thân chỗ bị bìu này 35 chỗ. To, cây to. Chiều cao cây này được 54. Ok. Bệ bên này rất là đẹp chỗ. Cây thứ hai này là cây này bán giá bao nhiêu? Cây này 7,5 triệu. 7,5 triệu. Vâng. Cây này. Cây này giá 8 triệu. 8 triệu. Cây này dáng đẹp này hơn, dáng siêu. Cái đà tàn siêu nó. Cây này để cháu sẽ cho ra quả vào Tết chú. 72. À nó 72. Cây này hợp lý quá nhỉ. Vâng. Chiều cao nó được tầm khoảng cũng 52. Chiều cao 52. Thân cái khế này đáng chơi chú. Thân cực dẻo luôn. Rất là đẹp. Thân dáng siêu rất dẻo, lắc. Đóng cái tay rất hợp lý, phóng hồi rất hợp lý. Cây này là 8 triệu. Vâng. Rồi. 8 triệu. Anh còn cái khế nào nữa không? À, khế trong hết rồi. Hết khế rồi. Thế bây giờ quay lên mấy cây gì nữa? Đây ạ. Cây ngọc bút này, hai cây ngọc bút lớn hơn. Đấy, báo cáo chú là cây ngọc bút này đến giờ này là cháu làm đến phút này là cháu cho cả rêu cả riếc lên đủ các thứ là đã hoàn thiện rồi. Cháu chỉ cần chơi cái tay này to hơn nữa thôi. Thì là cây này rất là cấp. Ui dồi, cây này thơm chú ạ. Cây này rất là thơm này. Hôm nay cháu ngửi hoa ai biết. Cây này cũng rất là thơm, hoa thơm. Đây là con giò kép, hoa này là hoa kép chú ạ. Vâng. Ngọc bút kép và đơn, đúng thật. Cây này mà giao lưu thì giá bao nhiêu? Giá 10 triệu chú ạ. 10 triệu. Cháu đắp rêu hoàn thiện rồi, ngày xưa cháu báo mới mang về báo 10 triệu, bây giờ vẫn bán giá 10 triệu. Rồi. Vâng, chúng ta di chuyển vào tiếp một cây ngọc bút nữa. Vâng, cây này thì đặc biệt cái bệ nổi nhìn rất hấp dẫn. Vâng. À, báo cáo chú cây ngọc bút này ngày xưa đấy cho quay lên thì khách hàng mà hơi yếu, đúng thật là hơi yếu thật, bởi vì để một cái chậu rất là nhỏ của nhà người ta về, đến bây giờ cháu thay vào cái chậu Đồng Nai này rồi, to rồi, bây giờ lá mơn mờn, hoa báo cáo chú cây cái hoa này rất là to này, rồi đấy, dòng ngọc bút hoa kép này rất là to,
Sắc đẹp bị gốc cây này thì cũng khó tìm. Chiều cao cây này nó được tầm khoảng 1m2. Tán tròn đẹp. Vành gốc cây này rơi vào được tầm khoảng 85. Cây này rất to. Dạ, cháu đo một cái vành thân. Vành thân một cái là được 14. Vành trụ gàng ra một cái ba chạm rất là đẹp. Cây này cháu giao lưu 7 triệu. Vâng. Cây này 7 ngày triệu. Ngày xưa là nó bảo cái chậu bé, cháu báo cáo là chú là cháu bà quay 6 triệu rưỡi. Cũng nói với khách hàng là đến bây giờ cháu thay một cây chậu 1 triệu, gần 1 triệu. Cháu buôn bán, cháu chỉ cộng thêm 500 là 7 triệu cây này. Vâng. Rồi. Kết thúc chưa? Thì chờ con giữ được cái này, con cái này được. Vâng, và trước khi kết thúc cuốn video này chúng ta đến với một cây kim quýt. Vâng, cháu chào chú ạ. Thế là cây này mới nghe cháu vụ việc quá trọng chưa làm được. Ngay cháu cái ấy... Vâng, anh cứ nhổ qua quái thế là được. Vâng. Rồi. Rồi, nó còn đỡ che hết cái rễ. Đây là toàn những cây rau má. Vâng. Rồi. Rồi. Nhìn rất là tự nhiên. Cây này quả rất là nhiều chú ạ. Thế là dòng này nó như nói tóm lại là mình ngoài Bắc mình gọi là dòng chanh, nhưng dòng này nó như theo cháu nó giống như dòng chanh. Ông kim quýt người ta chơi phong thủy tốt lắm. Vâng. Thông thoáng. Kim quýt. Cái này là cái quả nó thích lắm. Quả nó xanh xong lại chín vàng xong chín lại chín đỏ. Chín đỏ mà nó được đỏ rất là như lâu. Ớt. Vâng. Rất là lâu đấy. Đấy. Cây này được cái thân bệ rất là đẹp mà già. Già cây. Chậu tàu đẹp rồi. Cây này giá bao nhiêu anh? Dạ, cây này giá 5 triệu rưỡi chú. 5 triệu rưỡi. Rồi. À, hợp lý thôi. Về dòng kim quýt, chính là dòng kim quýt bây giờ nó đang nhiều người thích chơi. Cây này cũng nhiều người hỏi lắm mà giá nó cao, bây giờ giá cao kể cả mình có nhập về giá rất là cao. Anh lấy thước anh đo một cái. Vâng. Thứ nhất là đo cái cao này, chiều cao này. Chiều cao của cây này. Chiều cao từ mặt chậu lên cây này là được 46. Vâng. Dài tàn cây này được 64. Cháu đo này vành thân đấy. Được rồi. Vành thân cây này được 16. Rồi, thế thôi, thế là được. Đẹp đấy. Còn cái bệ gốc tuyệt vời. Cái kim quýt này đẹp. Giá 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi. Rồi. Tôi nghĩ là hợp lý thôi. Bởi vì dòng kim quýt bây giờ là rất nhiều người rất chuộng chơi. Nó bền cây. Và chậm lớn. Kim quýt cực kỳ chậm lớn. Chậm lớn thôi. Để có một cây kim quýt mà có hoành thân như thế này và nó là rất là thời gian cũng không phải là ít. Vâng, thế nhá. À, Đỗ Sinh cũng xin kết thúc 3 cuốn video nhân dịp này. Tôi trở lại với anh Nguyễn Mạnh Cường, địa chỉ tại xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Và số điện thoại của anh Mạnh Cường dưới dòng chữ Mạnh Cường ở trên video ở phút đầu phút cuối để chúng ta giao dịch. Đỗ Sinh xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở những chương trình sau.